Kinh Đại Phật đảnh cố cánh kiên cố hòa mực nhân của Như Lai về khi Bồ Tát hoàn thành để tu chứng nghĩa nghĩa điểm sáu. Bây giờ Quan Thế Âm Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay đảnh lễ với tráng thành sắc kim của Phật và thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con nhớ vào thọ xưa vô số hàng là xa kiếp, có Đức Phật thức hiện ở thế gian, hiệu là Quán Thế Âm, và ở trước Đức Phật kia, con đã phát khởi đạo tâm, và Đức Phật kia đã dạy cho con vào chánh định qua sự tu hành của lắng nghe. Trước tiên con chuyển thính giác hướng vào trong để vào dòng thánh, và như thế âm thanh bên ngoài sẽ tiêu vong. Và một khi sự lắng nghe hướng vào trong và âm thanh đã diệt mất, thì cả hai tướng tiếng động và yên tĩnh đều hoàn toàn chẳng sanh. Khi dần dần tăng tiếng như thế, những gì con nghe và sự nhận biết của những gì đã nghe đều chấm dứt. Một khi sự lắng nghe đó chấm dứt thì không còn gì để trụ nương. Sự nhận biết và vật của nhận biết trở nên rỗng không. Khi làm cho sự rỗng không của nhận biết đạt đến viên mãn cực độ thì những gì rỗng không và những gì đã rỗng không đều tan biến. Khi sanh diệt rồi, tịch diệt sẽ hiện tiền. Hốt nhiên con siêu vượt thế gian và sức thế gian. Mọi thứ ở mười phương đều được chiếu sáng tròn đầy, và con được hai điều thù thắng. Một, tâm con thăng lên để hợp nhất với bổn giác diệu tâm của mười phương Như Lai, và sức từ bi của con đồng nhất với chư Phật Như Lai. Hai, tâm con hạ xuống để đồng nhất với tất cả chúng sanh ở sáu đường, và con có thể cảm nhận nỗi ô bi và ước nguyện của tất cả chúng sanh giống như của mình. Thưa Thế Tôn, do con đã cúng dường Quan Thế Âm Như Lai kia đã truyền cho con kim cang chánh định như quyển qua sự tu hành của lắng nghe và tư duy, nên sức từ bi của con đồng nhất với chư Phật Như Lai. Nhưng con có thể hiện ra 32 ứng thân duy diệu để vào khắp các quốc độ. Thưa Thế Tôn, nếu có những vị Bồ Tát nào đã vào chánh định tu hành tăng tiến và được vô lậu, nếu họ muốn chức đắc thắng pháp, đắc thắng vị hiện tiền nguyên mãn, con sẽ hiện ra thân pháp mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Nếu có những vị hữu học nào với tâm tĩnh tịch diệu minh, nếu họ muốn chức đắc thắng giữa hiện tiền nguyên mãn, con sẽ hiện ra thân độc giác mà thuyết pháp và chỉ hòa dẫn họ đến giải thoát. Giả sử có những vị chúng sanh nào đã đoạn trừ 12 duyên khởi và do tơ duyên đã đoạn nên được tánh thù thắng, nếu họ muốn chức đắc thắng và diệu hiện tiền nguyên mãn, con sẽ hiện ra thân duyên giác mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có những vị hữu học nào đã được tâm không kết hợp với bốn tánh đế và đang tu đạo để thành tịch, để đạt đến đạo tịch diệt, nếu họ muốn chức đắc thắng tánh hiện tiền nguyên mãn, con sẽ hiện ra thân thanh văn mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có những chúng sanh nào đã hiểu rõ lòng ham muốn và không còn luyến tiếc ái dục của hồng trần và muốn tâm được thanh tịnh, con sẽ hiện ra thân phạm vương mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có những chúng sanh nào thích làm thiên chủ để thống lãnh chư thần, con sẽ hiện ra thân năng thiên đế mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có những chúng sanh nào thích thân được tự tại để du hành khắp mười phương, con sẽ hiện ra thân tự tại thiên mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có những chúng sanh nào muốn thân được tự tại để phi hành khắp hư không, con sẽ hiện ra thân tự đại tự tại thiên mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có những chúng sanh nào thích thống lĩnh vị thần để cứu hộ quốc thổ, con sẽ hiện ra thân
Đại tướng quân mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có những chúng sanh nào thích thống lĩnh thế giới để cứu họ chúng sanh, con sẽ hiện nhan ra thân của một trong bốn vị thiên vương mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có những chúng sanh nào thích cho sanh về thiên cung để sai khiến quỷ thần, con sẽ hiện ra thân thái tử mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có những chúng sanh nào thích làm vua ở nhân gian, con sẽ hiện ra thân vua mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có những chúng sanh nào thích làm chủ thế giới và quyết định sự việc của tỉnh hay huyện, con sẽ hiện ra thân tể quan mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có những chúng sanh nào thích đàm luận văn chương và sống đời trong sạch, con sẽ hiện ra thân cư sĩ mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có những chúng sanh nào thích quản lý chuyện của gia tộc và muốn cho người thế gian kính nể, con sẽ hiện ra thân trưởng giả mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có những chúng sanh nào thích toán số và những kỹ thuật khác để phục vụ cho cuộc sống của chính mình, con sẽ hiện ra thân phạm trí mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có những người nam nào thích học để trở thành Bhikshuni và thọ trì các giới lực, con sẽ hiện ra thân Bhikshuni mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có những người nữ nào thích học để trở thành Bhikshuni và giữ gìn các giới cấm, con sẽ hiện ra thân Bhikshuni mà thuyết pháp và khiến cho họ thành tựu. Giả sử có những người nữ nào thích quản lý chuyện của hậu cung và chuyện của gia tộc, con sẽ hiện ra thân công nương đại phu nhân mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có những người nam nào thích giữ năm giới, con sẽ hiện ra thân tính nam mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có những người nữ nào thích giữ năm giới, con sẽ hiện ra thân tính nữ mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có những bé trai nào thích giữ thân đồng tử vĩnh viễn, con sẽ hiện ra thân đồng nam mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có những bé gái nào thích giữ thân trinh nữ và không muốn thân thể bị xâm phạm, con sẽ hiện ra thân đồng nữ mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có những người trời nào muốn thoát khỏi cảnh trời, con sẽ hiện ra thân trời mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có những loài rồng nào muốn thoát khỏi loài rồng, con sẽ hiện ra thân rồng mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có loài quỷ tiệt tặc nào muốn thoát khỏi loài quỷ tiệt tặc, con sẽ hiện ra thân quỷ tiệt tặc mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có loài tầm hương thần nào muốn thoát khỏi tầm hương thần, con sẽ hiện ra thân tầm hương thần mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có loài phi thiên nào muốn thoát khỏi loài phi thiên, con sẽ hiện ra thân phi thiên mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có loài phi nhân nghi thần nào muốn thoát khỏi loài nghi thần, con sẽ hiện ra thân nghi thần mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có loài đại mãng xà nào muốn thoát khỏi đại mãng xà, con sẽ hiện ra thân đại mãng xà mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có những chúng sanh nào vẫn yêu thích làm người, con sẽ hiện ra thân người mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Giả sử có những loài phi nhân nào có hình tướng hay không hình tướng, có tưởng hay vô tưởng, muốn thoát khỏi loài phi nhân, con sẽ hiện ra thân phi nhân mà thuyết pháp và khiến họ thành tựu. Đây là 32 ứng thân nguyên diệu để vào khắp quốc độ, tất cả đều từ năng lực vi diệu Bồ Tát qua sự tu hành của lắng nghe và tư duy. Lắng nghe và tư duy. Nghe và tư duy do con đã tu và thưa Thế Tôn, do con đã đắc cơ chứng, do con đã tu hành đắc chứng vô thượng nơi
như viễn qua sự tu hành của lắng nghe và tư duy, gây nên sức từ bi, nên con có thể cảm nhận giống như của mình về nỗi u bi và ước nguyện của tất cả chúng sanh giống như của mình, và do sự kết hợp của thân và tâm con có thể làm cho chúng sanh được công đức của 14 loại vô úy. Do con không nghe theo âm thanh, nhưng trái lại con quan sát âm thanh của người ấy ở bên trong và có thể nghe âm thanh khổ não của chúng sanh trong khắp mười phương. Do con có thể xây ngược và phục hồi tri kiến của mình, nếu có những chúng sanh nào sắp bị lửa đốt cháy, con sẽ làm cho lửa chẳng thể đốt cháy họ. Do con có thể xây ngược phục hồi tánh nghe thấy của mình, giả sử có những chúng sanh nào sắp bị nước cuốn trôi, con sẽ làm cho nước chẳng thể nhấn chìm họ. Do con đã đoạn tuyệt vọng tưởng và không còn tâm giết hại, nếu có những chúng sanh nào lạc vào nước của quỷ, con sẽ làm cho loài quỷ chẳng thể làm hại họ. Do tánh nghe của con, do căn nghe của con hợp nhất với tánh giác của nghe, do con đã thành tựu hợp nhất căn nghe với tánh giác của nghe, sáu căn hòa quyện và trở thành tánh giác của nghe. Giả sử có những chúng sanh nào sắp bị hại, con có thể làm cho đau của người tấn công gãy từng đoạn, binh khí của kẻ đó như chém vào nước, gió thổi vào tánh không dao động của ánh sáng. Do tánh nghe của con song ớt với diệu minh tinh nguyên nên nó chiếu sáng khắp khắp giới và phá tan mọi nơi đen tối của mọi nơi u ám. Nếu có những chúng sanh nào ở gần quỷ tiệt tật, quỷ bảo ác, quỷ ứng hình, quỷ hút tinh khí, quỷ xú quế, thì mắt của chúng vẫn không thể nhìn thấy. Do âm thanh tiêu tan hoàn toàn khi con chuyển ngược sự lắng nghe vào trong, cho nên con người hư vọng của các trần. Giả sử có những chúng sanh nào, con có thể làm cho những chúng sanh đang bị gông cùm sẽ không bị nó trói buộc, không bị nó trói buộc. Do âm thanh diệt mất và sự lắng nghe viên mãn nên con được sức từ bi biến khắp, và con có thể làm cho những chúng sanh đang đi trên đường biển sẽ không bị giặc cướp bóc. Do tánh nghe của con, do căn nghe của con hợp nhất với tánh giác của nghe nên con lìa hư vọng của các trần, nên trần hòa cảnh nguyên dung, không có sự đối đãi hoặc có gì để nên căn hòa nên căn hòa cảnh nguyên dung. Con có thể làm cho chúng sanh với tham dâm dục lìa xa tham dục. Do âm thanh thường nhất dẫn thông và chẳng chút trần cấu nên trần hòa cảnh viên như dung, không có sự đối đãi hoặc có gì để đối đãi. Con có thể làm cho chúng sanh hư vọng lìa xa hư vọng, lìa xa hư vọng. Do thần cảnh tiêu vong và chuyển thành quang minh pháp giới, thân tâm của con tựa như lưu ly trong suốt và nó chiếu sáng khắp mười phương. Con có thể làm cho những chúng sanh với căn tánh ngu đoạn và tâm bất thiện lĩnh diễn lìa si án. Do hình thức dung hòa và trở về tánh giác của nghe, con có thể vào đại tràng và không con có thể vào thế gian và không bị phải tướng của thế giới. Con có thể cúng dường mười phương chư Phật nguyện như quy trần và có thể lãnh thọ pháp môn là có thể lãnh thọ pháp môn bí mật của chư Phật. Như những chúng sanh nào không có con cái và họ mong được một đứa con trai, con sẽ làm cho họ sanh được một đứa con trai với phước đức trí tuệ
do trần cảnh tiêu vong và chuyển thành quang minh pháp giới, nó chiếu sáng khắp mười phương, nên thân tâm của con trở thành như một tấm gương tròn to lớn và chà phản chiếu tánh không của Như Lai Tạng. Con phụng sự mười phương nhiều như vi trần của Đức Phật và lãnh thọ pháp môn bí mật của Phật mà chẳng hề quên mất, Nếu có những chúng sanh nào không có con cái ở khắp pháp giới, nếu họ mong muốn có một đứa con gái, con sẽ làm cho họ sanh được một đứa bé gái với tánh nết nhu hòa, với đầy đủ phước đức và với tướng mạo đoan chánh, đầy đủ phước đức và tánh nết nhu hòa và được mọi người yêu mến. Ở tam thiên đại thiên thế giới này có 1 tỷ mặt trời và mặt trăng đang trụ ở thế gian, mà các vị pháp vương tử bằng với số lượng của số cát trong 62 sông ngang hàng. Đang tu hành, đang trụ ở thế gian để tu hành Phật đạo. Các ngài tùy thuận chúng sanh bằng phương tiện và trí tuệ của mình, và mỗi vị đều chẳng giống nhau và mỗi vị đều chẳng giống nhau. Những ai là thọ trì danh hiệu của con có thể làm cho họ được phước đức như người thọ trì danh hiệu của vị pháp vương tử bằng phước đức, của các vị pháp vương tử và với số lượng của số cát trong 62 sông hằng, và phước đức của hai người đó bằng nhau không khác. Thưa Thế Tôn, do sự tu hành của con đạt đến nguyên thông chân thật, nên phước đức của một danh hiệu con bằng phước đức của tất cả danh hiệu khác, và như thế con có thể làm cho chúng sanh được công đức của 14 loại vô úy. Và nữa, thưa Thế Tôn, do con đã đắc chứng viên thông qua bản căn và tương chứng đạo tịch thì nghiệp như thế, nên con có khéo có thể đạt được 4 diệu đức chẳng thể nghĩ bàn của Vô Tát. Do con đã giác ngộ điều vi diệu trong vi diệu ở nơi tâm của lắng nghe, một khi sự lắng nghe hòa quyện vào tâm kinh nguyên của con, thì sự lắng nghe của con đối với ngửi thấy chạm biết trở thành không phân biệt với nhau, 6 căn nguyên dung hợp nhất để trở thành một bào của giác thanh tịnh, trở thành một bảo giác thanh tịnh nên thật ở khắp thế giới. Những chúng sanh nào cầu mong có vợ sẽ được vợ, và cầu mong đại tịch diệt sẽ được đại tịch diệt. Và do sự tu hành của lắng nghe và tư duy, nên con có thể lìa các trần, nên con có thể lìa các trần và có nơi hoài giống như âm thanh bị đứt tường làm chướng nạn, nhưng giờ đây con không bị 6 trần làm chướng nạn nữa, bị ức trần làm chướng nạn nữa, và con có thể hoài trần và chướng nạn nữa, nên con có phép màu để hiện ra nhiều loại thân hình và tụng nhiều loại thần chú, là do những thân hình và những thần chú đó con có thể ban điều sợ hãi cho tất cả chúng sanh, cho nên những hữu tình trong khắp bất độ mười phương đều gọi con là bậc thí vô quý. Do đạt đến viên thông từ sự tu hành qua bổn căn nên căn tay của con được thanh tịnh,
nếu do cho nên khi đi du hành qua bất kỳ thế giới nào, con cũng thể làm cho chúng sanh chẳng tiếc thân mạng, chẳng tiếc xả bỏ trân bảo và chẳng tiếc thân mạng, và mong con hãy thương xót cho họ. Do trần cảnh tri vô vong, và do trần cảnh tri vô vong, và con có thể dùng mọi loại trân bảo để cúng dường khắp mười phương chư Phật, và có thể bố thí cho tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới. Giả sử có những chúng sanh nào cầu được cầu vợ, con sẽ làm cho họ có vợ, và cầu mong có con cái, con sẽ làm cho họ sinh được sinh con cái, và cầu mong được chánh định sẽ được chánh định, và cầu mong đại tịch diệt sẽ được đại tịch diệt. Được tài đặt từ việc Phật hỏi về phương tiện tu tập mà con đắc môn chánh định, Phật hỏi về viên thông mà con đắc viên chiếu chánh định, khi tâm nhiên nơi cảnh vắng lặng nên con được tự tại, rồi tâm nơi bởi lòng chảy của Phật giác ngộ và con vào chánh định, đây là phương pháp đệ nhất. Thời xưa Quán Thế Âm Như Lai đã ngợi khen con khéo dùng pháp môn này để thành tựu Phật đạo, và ở trước đại chúng Thế Tôn kia và ở trước đại chúng Thế Tôn kia đã thọ bút và đặt tên cho con là Quán Thế Âm, do con có thể nghe được khắp mười phương với minh liễu uyên dung, nên sức nên danh pháp nên danh hiệu Quán Thế Âm của con cũng được biết khắp mười phương. Bấy giờ trên tòa sư tử báo, Thế Tôn đồng một lúc phóng quang minh báo từ hai tay hai chân và trên trán, ánh sáng đó chiếu rất xa để rót vào đỉnh đầu của chư Như Lai và những vị pháp tôn tử số lượng nhiều như trần trong khắp mười phương. Cùng lúc đó chư Như Lai cũng chiếu quang minh mà báo từ hai tay hai chân và trên trán, số lượng nhiều như quy trần, ánh sáng đó nhiều như quy trần trong khắp pháp giới, đến để góp vào đỉnh đầu của Đức Phật và những vị đại Bồ Tát và những vị ứng chân. Và những vị ứng chân và khắp vườn cây ao hồ đều quang phát âm các luồng ánh sáng hòa quyện như những dây tơ của lưới văn báo, toàn thể đại chúng thấy việc chưa từng có. Tiếp đến trời mưa tiếp đến trời mưa hoa báo với màu sắc vàng đỏ, với màu sắc trắng đỏ xanh vàng, chúng sen nghe kẻ rơi xuống rực rỡ, hư không của thế giới trở thành màu sắc của hai bảy báo, sông núi đất đai của thế giới thanh nhẫm trở thành đồng thời biến mất, và thế giới tạo nên một quốc độ của thế giới, và tiếng ca vịnh thanh tịnh tự nhiên trỗi lên. Bấy giờ Như Lai bảo diệu các trường pháp vương tử, hôm nay hãy quan sát những vị ta vừa nói của 25 vị thánh, gồm có các bậc, gồm có chư đại bồ tát và những vị ứng chân và các vị vô học về phương pháp.
mà họ bước lên chánh định lúc tới ra sơ, ai nấy đều cứ nói phương tiện tu hành chánh định của mình là đệ nhất, đi những gì đã đi những phương pháp đã nói trước mà sao có sự sai khác. Nhưng sự thật thì không có cái nào là ưu việt hay hạ lợi. Bây giờ ta muốn chỉ dạy khánh thị để đạt đến khai ngộ, thế thì phương pháp nào trong 25 vị thánh là phù hợp với căn cơ của ông ấy, và phương tiện nào sẽ dẫn chúng sanh của thế giới này vào Bồ Tát thừa, và Bồ Tát thừa để cầu đạo vô thượng, cầu đạo vô thượng, để cầu đạo vô thượng. Vị thánh là để cầu đạo vô thượng. Sau khi nghe lời thánh gia chỉ, sau khi nghe được lời thánh chỉ từ bi của Như Lai, giữa các tường pháp vương tử liền từ chỗ ngồi chắp tay đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, và nương quy thần của Phật, và nói kệ đáp rằng: tánh của biển giác lắng trong nguyên nguyên mãn, lắng trong giác nguyên diệu, nhận biết vừa khởi cảnh hiện ra, khi cảnh thành lập bỗng giác vong, từ trong mê bỗng có hư không, thế giới thành lập nương hư không, vọng tưởng cô động thành bất độ, thế giới quy trần và hữu đậu đều nương hư không mà sanh ra, bọt nở hư không còn chẳng có, hà huống lại có ba cõi sao, trở về nguồn cội tánh chẳng hai. Thánh trí không đi mà chẳng thông, cánh cửa phương tiện có nhiều lối, thịnh nghịch đều là môn phương tiện, sơ phát đạo tâm vào chánh định, người mau kẻ chậm chẳng đều nhau. Sơ phát đạo tâm vào chánh định, người mau kẻ chậm chẳng đều nhau, sắc kết hợp tưởng thành tần lao, tinh ý của chúng chẳng thông suốt, nếu mà dùng thứ không minh triệt, làm sao mà dễ chứng viên thông. Ngôn ngữ kết tạp nhiều âm thanh để thành danh từ và câu nghĩa, nhưng chúng không thể gồm tất cả, làm sao mà dễ chứng viên thông. Mùi hương vào mũi ngửi mới biết, vì hương vào mũi ngửi vốn không, do bởi khứu giác chẳng thường tại, làm sao mà dễ chứng viên thông. Vị giác chẳng phải tánh, vị nếm chẳng phải tánh bổn giác, vị nếm chỉ có khi nếm gì, do bởi vị giác không thường trụ, làm sao mà dễ chứng viên thông. Cảm nhận xúc chạm khi thờ vào, không vật xúc cơ chạm, làm sao biết. Cảm nhận xúc chạm khi sờ vào, không vật xúc chạm, làm sao biết. Tánh chạm và rời chẳng cố định, làm sao mà dễ chứng nguyên thông. Pháp được gọi là trần ở trong, nếu là trần thì tất phải có chỗ, năng quán sở quán chẳng biến khắp, làm sao mà dễ chứng nguyên thông. Mặc dù căn mắt thấy rõ ràng, nhưng chẳng thấy trước và chẳng thấy sau, bốn hướng một lúc chỉ thấy nửa, làm sao mà dễ chứng nguyên thông. Hít vào thở ra qua lỗ mũi, nhưng giữa lúc ngừng không hơi thở. Hít vào thở ra qua lỗ mũi, nhưng giữa lúc ngừng không hơi thở, do bởi gián đoạn chẳng liên tiếp, làm sao mà dễ chứng viên thông. Lửa chẳng có gì khi chẳng biết gì. Lửa chẳng biết gì khi lưỡi nếm ngăn nhân bởi niệm vật sanh vị giác, nhận biết chẳng còn khi vị hết, làm sao mà dễ chứng viên thông. Thân và sức trần có tương đồng, do chúng chẳng phải duyên giác quan, ranh giới số lượng chẳng luôn gặp, làm sao mà dễ chứng viên thông. Căn ý tạp loạn với suy tư, trạng nhiên minh liễu mãi chẳng thấy, không thể thoát khỏi tưởng và niệm, làm sao mà dễ chứng viên thông. Quán thức của mắt gồm ba phần: suy xét căn bổn vô hình tướng, tự thể nó vốn chẳng cố định, làm sao mà dễ chứng nguyên thông. Ý thức của tai biết cùng khắp là sức ngăn lớn của đời trước,
tâm người mới tu chẳng thể vào, làm sao mà dễ chứng viên thông. Quán tưởng sống mũi là phương tiện nhằm chỉ nhiếp tâm trụ một chỗ, tâm có chỗ trụ khi trụ thành, làm sao mà dễ chứng viên thông. Thuyết pháp qua tiếng của danh từ, khai ngộ những ai đã thành tựu, danh cứu chẳng phải là vô lậu, làm sao mà dễ chứng viên thông. Tùy giới duy trì kiềm giữ, tùy giới duy trì kiềm giữ thân, khi thân không chỗ để kiềm giữ, do chúng chẳng phải duyên giác quan, làm sao mà dễ chứng duyên thông. Thần thông dựa vào nhân đời trước, liên quan nhiều với phân biệt cơ pháp, ý niệm chẳng thể lìa khỏi vật, làm sao mà dễ chứng duyên thông. Nếu như quan sát tánh của đất, chánh chấp ngăn ngại chẳng siêu thông, hữu quy không phải tánh của thánh, làm sao mà dễ chứng viên thông. Nếu như quan sát tánh của nước, tưởng niệm như thế chẳng chân thật, đó chẳng phải là duyên giác quan, làm sao mà dễ chứng viên thông. Nếu như quan sát tánh của lửa, nhàm dục chẳng phải chân sức ly, chẳng phải phương tiện cho sơ căn, làm sao mà dễ chứng viên thông. Nếu như quan sát tánh của gió, chuyển động tĩnh mịch tức đối nhau có đức chẳng phải vô thượng giác, làm sao mà dễ chứng viên thông. Nếu như quan sát tánh của không, hôn mùi hỗn độn vốn phi giác, vô giác tức khác với thượng giác, làm sao mà dễ chứng viên thông. Nếu như quan sát tánh của thức, nhưng thức chẳng phải là thường trụ, nó cũng ở tâm nên hư vọng, làm sao mà dễ chứng viên thông. Tất cả các hành là vô thường, tánh niệm vốn nguyên có sanh diệt, muốn dùng nhân quả vượt nhân quả, làm sao mà dễ chứng viên thông. Con nay kính cẩn thưa Thế Tôn, Đức Phật thì hiện tại chân nhẫn truyền dạy kinh pháp ở cõi này, thanh tịnh chính là ở lắng nghe. Những ai muốn đắc môn chánh định chắc chắn lắng nghe dễ lành, dễ vào nhất người khỏi khổ ách, được giải thoát lành thai diệu pháp Quán Thế Âm, vào số cõi trong số vào trong số kiếp hằng hà sa, vô số cõi Phật ni ni cà tàn, nàng ngày được thành lực đại tự đại, ban thế vô quý cho chúng sanh. Âm thanh như diệu Quán Thế Âm, như tiếng hải triều thanh tịnh nam, cứu hộ chúng sanh đến bình an, giúp vượt thế gian thế trường trụ. Con nay thưa với Như Lai rằng, như Quán Thế Âm đã thuyết giảng, nếu như có người tâm tĩnh lặng, nghe như tiếng trống khắp mười phương đồng thời nghe rõ ràng, do đó căn tai thật chuyên thâm, mắt chẳng thấy xuyên vật ngăn ngại, miệng mũi giới hạn cũng như vậy, thân cần xúc chạm mới cảm nhận, tâm niệm rối ren không đầu mối, tâm niệm rối ren không đầu mối. Dù bị tường ngăn tiếng vẫn nghe, âm thanh gần xa đều nghe cả, năm căn sắc khác kia sao bằng tai, là căn duyên thông chân thật nhất. Tĩnh động là tánh của âm thanh, tai nghe có tiếng thật tĩnh động, mặc dù không tiếng bảo chẳng nghe, nhưng thật tánh nghe chẳng gián đoạn, không tiếng nó cũng chẳng diệt mất, có tiếng nó cũng không khởi sanh, hoàn toàn vượt khỏi sanh hoàn diệt, làm sao mà dễ chứng viên thông. Dù khi ý dừng trong giấc mơ, thế nhân tánh nghe chẳng tạm đình, thính giác của tai vượt suy tư, thân tâm các căn chẳng thể sánh, nay vì hữu tình khỏi cam nhẫn, con giải thích nhờ lắng nghe. Chúng sanh mê muội tánh của nghe, chạy theo âm thanh nên lưu chuyển, khánh hỷ cho dù trí nhớ dai, cũng không thoát miễn nơi niệm tà. Hiện tà khánh hỷ, nếu chẳng theo dòng chảy, ngược dòng làm sao bị vọng mê, ngược dòng làm sao bị vọng mê. Lại đức hải nghĩ hải lắng nghe, tôi nương thần lực của đất Phật kia tuyên giảng cho người kim căn vương, như viễn chân thật chẳng nghĩ vàng, nói là chánh định mẹ nam hải. Đại đức chùa nghe quy trần Phật, hết thảy duy diệu ý mật môn, dục lậu nếu như chẳng trừ trước, tu bồi học vấn thành lợi lành,
Thọ trì muôn pháp của chư Phật Sa Khăn lắng nghe nghe của mình, bảo nghe chẳng phải tự nhiên có, do nhân bởi âm thanh có danh tự, xoay ngược lắng nghe thoát khỏi thanh, vậy năng giải thoát gọi là gì? Vậy năng giải thoát gọi là gì? Một căn liền nghĩ quay trở về, tất cả sáu căn liền đại thoát, những gì thấy nghe như những tre, ba cõi như qua giữa hư không, trần cảnh tiêu từ giác viên tịnh, do đó thân tâm thật thật cho viên dung thanh tịnh tột cùng, sáng trong suốt, tịnh tịnh chiếu soi khắp hư vong, quan sát muôn sự trên thế gian, tự như những việc ở trong mơ, ma tăng gia nữ cũng trong mơ, vậy ai có thể bắt giữ ông? Như nhà múa rối ở thế gian, khéo làm chuyển hóa hình nam la nữ, mặc dù thấy chúng có di chuyển nhưng phải cứ dây để dao động, khi cơ quan ngừng về lặng yên, tất cả các chuyển trở thành vô bản tánh. Sáu căn chúng ta cũng như vậy, chúng vốn từ một tinh nguyên minh, rồi được phân thành sáu chức năng, một căn nhìn nghĩ quay trở về, sáu căn còn lại đều sẽ mất công năng, trần cảnh tiêu từ giác nguyên tịnh chuyển thành quang minh tịnh niệm màu, chuyển thành nguyên minh tịnh niệm màu. Ai còn cần lao, cần phải học, ai hiểu tột cùng, tức như lai, ai hiểu tột cùng, tức như lai. Đại đức Khánh hỷ, hãy lắng nghe, hãy chuyển cơ quan nghe điên đảo, xen ngược lắng nghe nghe tự tánh, khi tánh đạt đến đạo vô thượng, như thế thật là chân viên thâm. Đây là cánh cửa mà chư Phật nhiều như quy trần đến tịch diệt, chư Phật Tế Tôn thở quá khứ tu pháp môn này để thành Phật hiện tại vô lượng chư Bồ Tát, mỗi vị cũng vào viên giác minh, thọ trì muôn pháp từ chư Phật. Qua phương pháp này con cũng chứng chẳng riêng một mình Quán Thế Âm thành tựu như Phật chư Thế Tôn. Phật hỏi con phương tiện nào cứu hộ chúng sanh thời mạt pháp? Những vị pháp tâm liều chánh định dễ dàng thành tụ Quán Thế Âm, dễ dàng thành tụ đạo tịch diệt quát nga, pháp môn Quán Âm là tối thượng. Tất cả phương tiện tu tập khác cũng cần quy thần của Phật giúp, cũng cần quy thần của Phật giúp tỉnh ngộ thế sự trả trần lao. Cũng không phải tác pháp thu học thường, căn lành sâu cạn đồng thiết qua pháp. Con nay đảnh lễ Phật pháp tạng, như nguyện chân thật chẳng nghĩ bàn, chúng sanh tương lai nguyện gia bị với phương pháp này không hoài nghi. Đây là phương tiện dễ thành tựu, rất hợp để dạy cho khánh hỷ cùng chúng trầm lưng thời mạt pháp. Chỉ cần tu tập căn tai này, nguyên thông siêu vượt những nguyên khác, đó là con đường đến chân tâm. Sau khi nghe được lời khai thị sâu xa, tăng ni tăng thân của họ trở nên an nhiên minh liễu và có thể quan nghe quan sát giác ngộ và đạo tịch diệt của Phật. Họ ví như có người phải đi xa vì công việc mà chưa có thể quay về, mặc dù họ biết rất rõ con đường trở về nhà của mình. Toàn thể đại chúng trong pháp hội Thiên Long Bát Bộ và những vị hữu học ở vị thừa cùng sơ phát tâm Bồ Tát, tổng số lượng nhiều như số cát của mười sông Hằng, và tất cả đều đắc chứng bổn căn và được lìa các trần và được pháp nhãn thanh tịnh. Sau khi nghe được những bài kệ tánh, Bhikshu Ni tánh trở thành những bậc ứng chân, vô lượng chúng sanh đều phát khởi đạo tâm vô thượng chánh đẳng, chánh định chánh giác. Thế giờ ở giữa đại chúng, Thế Tôn chắp tay đảnh lễ, ngài vừa buồn vừa vui khi thấy thân mình rất rõ ràng,
Vì muốn làm lợi ích cho tất cả chúng sanh ở vị lai, ngài cúi đầu và thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con bây giờ đã hiểu pháp môn để thành Phật, và ở trong phương pháp đó con có thể tu hành chánh định mà không khởi hoài và không khởi hoài nghi. Và không khởi hoài nghi, con thường nghe Như Lai nói rằng Bồ Tát độ người trước khi tự mình đã qua khỏi bờ kia, còn Như Lai thì tự mình đã giác ngộ viên mãn và có thể ứng hiện ở thế gian để giác ngộ những kẻ khác tuy chưa thể qua khỏi bờ kia, nhưng con nguyện độ cho hết thảy chúng sanh thời mạt pháp, cho chúng sanh chúng sanh thời mạt pháp. Những chúng sanh ở thời đó sẽ dần dần xa cách Phật, còn tà sư giảng pháp thì nhiều như cát sông Hằng, thì nhiều như cát sông Hằng. Nếu những chúng sanh ở thời đó muốn nhiếp tâm mình để vào chánh lệnh, để vào chánh định, thì họ phải làm sao an lập đạo tràng, để về xa những việc của ma và được đạo là tâm không thối, và được đạo là tâm không thối chuyển. Và bấy giờ Thế Tôn ở trước đại chúng mà khen ngợi Tôn Giả Khánh Hỷ rằng: lành thay, ông đã hỏi làm sao để an lập đạo tràng để cứu hộ chúng sanh thời mạt pháp. Nay ông hãy lắng nghe, ta sẽ thuyết giảng cho ông. Khánh Hỷ và đại chúng đáp rằng: Thưa văn chúng con xin y giáo Phật lành. Phật bảo ngài Khánh Hỷ: Khi ta tuyên giảng Phật tạng, ông thường nghe ta nói về ba những quyết định của sự tu hành, đó là muốn trì giới thì phải giúp ta tâm nhân giới sinh định và nhân định phát tệ. Đây là ba môn học vô lậu. Vì sao ta tội nhiếp tâm là để trì giới? Nếu các chúng sanh trong sáu đường không khởi tâm dân dục thì họ sẽ không luân chuyển theo vòng sanh tử tương tục. Ông tu hành chánh định nhằm dễ ra khỏi trần lao, nhưng nếu tâm dâm chưa trừ thì ông cũng chẳng thể ra khỏi trần lao. Nếu có những người thông minh tài trước và hiện tiền có thể vào chánh định, nhưng nếu không đoạn trừ tâm dâm dục thì chắc chắn sẽ rơi vào cảnh ma. Hàng thượng phẩm sẽ làm ma vương, hàng trung phẩm sẽ làm ma dân, hàng hạ phẩm sẽ làm ma nữ. Chúng thiên ma kia cũng có đồ đảng, và ai nấy đều bảo rằng mình đã thất pháp của bậc thượng nhân. Sau khi ta diệt độ, thời mạt pháp sẽ xuất hiện đầy để chúng ma dân ở thế gian. Chúng toàn làm mà việc dâm dục, nhưng tỏ ra khỏe thiện tri thức, và họ khiến cho các vị hữu học rơi vào xuống tà kiến của ái dục, và sẽ lạc mất con đường giác ngộ. Khi ông dạy người tu hành chánh định thì trước tiên hãy dạy họ đoạn trừ tâm dâm dục. Đây là giáo hóa minh bạch quyết định thứ nhất mà chư Phật Thế Tôn quá khứ đã dạy. Về này Khánh Hỷ, nếu những ai tu hành chánh định mà không đoạn trừ tâm dâm dục thì tựa như có người muốn nấu cát đá mà mong nó muốn thành biến thành cơm như vậy. Dù trải qua trăm ngàn kiếp thì chỉ gọi là cát đá nóng mà thôi. Vì sao thế? Bởi chúng chẳng phải là gạo mà chỉ là cát với đá. Nếu ông cầu diệu quả của Phật mà tâm vẫn còn dâm dục và cho được dù được một chút khai ngộ, nhưng sự hiểu biết là từ nguồn gốc của dâm, và căn bản nguyên liệu của sự hiểu biết nhiều là gốc của dâm, thì ông chẳng thể ra khỏi trần lao và sẽ đọa trong ba đường. Vậy thì làm sao ông có thể tìm được con đường để tu chứng đạo tịch thị của Như Lai chứ? Cho nên ông phải đoạn trừ nguồn gốc kể cả dâm dục lẫn thân và tâm, ngay cả sự hiểu biết được trừ cũng là đoạn nó 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 sự tu hành của ông đối với Phật mới có ý nghĩa. Những gì ta vừa dạy chính là Phật thuyết, nếu nói cách khác tức là ma thuyết. Lại nữa, nếu chúng sanh ở sáu đường trong tất cả thế giới mà không khởi tâm giết hại thì sẽ không chuyển theo vòng sanh tử tương tục. Ông tu hành chánh định nhằm để ra khỏi trần lao, nhưng nếu tâm giết cha chấp chưa trừ thì ông cũng chẳng thể ra khỏi trần lao. Nếu có những người thông minh tài trí hiện tiền,
và có thể vào chánh định. Nhưng nếu họ không đoạn trừ tâm giết ra hại thì chắc chắn sẽ rơi vào cõi giới của quỷ. Hàng thượng phẩm sẽ làm đại lực nữ quỷ vương, hàng trung phẩm sẽ làm quỷ tiệp tật đi trên không và thống lĩnh chư quỷ, đó là thống lĩnh quỷ thần. Hàng hạ phẩm sẽ làm quỷ thọ ác đi trên đất, và chúng quỷ thần kia cũng có đồ đảng, và ai đấy đều bảo rằng mình đã đắc cho đạo của bậc vô thượng. Sau khi ta diệt đạo, diệt độ thời mạt pháp sẽ xuất hiện đầy rẫy chúng quỷ thần kia ở thế gian. Chúng bảo rằng ăn thịt sẽ không cản trở đến con đường giác cơ ngộ. Ta cho này khánh hỷ, ta cho phép các vị bhikkhu ăn năm loại thịnh nhục. Năm loại thịt đó đều do ta dùng thần lực mà biến hóa thành, và tất cả vốn chẳng có mạng căn. Vì lòng đại bi cho những người muốn tu hành thanh tịnh nhưng phải sống nơi vùng đồng lầy ẩm ướt, không qua đường lầy ẩm ướt, và rau củ chẳng thể sanh trưởng, và rau củ chẳng thể sanh trưởng. Ta đã dùng thần lực để biến hóa cho các ngài được mùi vị, cho các ngài được mùi vị đó. Vậy sau khi Như Lai diệt độ thì những ai ăn thịt chúng sanh mà lại có thể gọi là năng nhân, là đệ tử của năng nhân chứ? Cho dù các ông nên biết rằng, cho dù những kẻ ăn thịt được một chút khai ngộ trong khi tu tạo tịch diệt, nhưng sau khi hết báo thân chúng sẽ rơi trầm lưng trong ba biển của ba thống khổ, và chắc chắn sẽ không thể ra khỏi ba cõi. Ba cõi khi ông dạy cho người tu hành chánh định thì trước tiên hãy dạy họ đoạn trừ tâm giết hại. Đây là giáo huấn minh bạch quyết định thứ hai mà chư Phật Thế Tôn quá khứ đã dạy. Này khánh hỷ, nếu những ai tu hành thiền định mà không đoạn trừ tâm giết ra hại thì giống như có kẻ tự bịt tai mình rồi hô lớn tiếng mà mong kẻ khác không nghe vậy. Đây là muốn che giấu chứng cớ gành gành che cứ chứng cớ gành gành khi đi trên đường nhỏ. Các vị bhikkhu và đại chúng còn không nỡ dẫm chân lên cỏ, huống chi là nhổ chúng. Vậy làm sao gọi là từ bi mà lại ăn thịt uống máu của các chúng sanh chứ, các chúng sanh chứ? Nếu các vị bhikkhu không mặc tơ lụa từ phương Đông, dù là thô hay miệng, không mang giày da hoặc mặc áo lông cù, mang giày da hay mặc áo lông cù và phát lên mình những sản phẩm làm từ lông chim của quốc gia này, thì ta nói các vị bhikkhu đã thoát ra khỏi chánh định và đã trả nợ xong đời trước và sẽ được tu hành chánh đạo. Vì sao thế? Bởi nếu sử dụng một phần của bởi vì sao thế ví dụ sử dụng một phần nào đó thì sẽ có nghiệp tự nhiên với chúng. Quý như chúng ta do ăn trăm ngàn loại hạt sinh sôi trên mặt đất nên chân của họ sẽ không thể rời khỏi mặt đất. Nếu có những chúng sanh nào không sử dụng những sản phẩm làm từ động và phát lên mình những sản phẩm làm từ chúng sanh, và cho đến thân không nghĩ ăn hay mặc những sản phẩm làm từ động vật, thì ta đó nói người đó đã giải thoát chân thật. Những gì ta vừa dạy chính là Phật thuyết, nếu nói cách khác tức là ma thuyết. Lại nữa khánh hỷ, nếu các chúng sanh trong sáu đường không khởi tâm trộm cắp
thì họ sẽ không nên chuyển theo vào sinh tử tương tục. Ông tu hành chánh định nhằm để ra khỏi trần nhà lao, nhưng nếu tâm tâm trộm cắp chưa trừ thì ông cũng chẳng thể ra khỏi trần, ông chẳng thể ra khỏi trần lao, ông chẳng khỏi ra khỏi trần lao. Nếu có những người thông minh tài trí hiện tiền và có thể vào chánh định nhưng không đoạn trừ tâm tâm trộm cắp, không đoạn trừ tâm trộm cắp thì sẽ rơi vào cõi thế giới, sẽ rơi vào tà đạo, hàng thượng phẩm, sẽ làm yêu ma quỷ quái, hàng trung phẩm sẽ làm quỷ hút tinh khí, hàng hạ phẩm sẽ làm người bị ma quỷ nhập, chúng tà ma, chúng tà, chúng quỷ tà kia, chúng yêu tà kia cũng có đồ đảng, và ai nấy đều đã bảo rằng mình đã đắc bậc vô thượng. Sau khi ta diệt đạo, thời mạt pháp sẽ xuất hiện đầy để chúng yêu tà kia ở thế gian, chúng giấu giếm gian dối nhưng tỏ ra vẻ thiện tri thức, chúng mê hoặc và chúng mê hoặc tri kiến và mê hoặc chúng sanh và não và khủng bố tinh thần của kẻ khác. Nơi nào mà họ đi qua thì gia đình đó sẽ chúng sẽ đi qua nơi nào thì gia đình đó sẽ tiêu hao và ly tán. Nếu các vị sư, nếu quyết tâm mình để vào chánh định, vào kiên định tuyệt đối để vào tu hành chánh định thì trước hình tượng của Như Lai mà đốt một ngọn đèn hay thiêu một mà thắp một ngọn đèn hay đốt một ngón tay hay thiêu một nén hương trên thân thì ta nói họ đã trả nợ từ từ vô thủy, từ vô thủy, và nếu họ không chịu trả chút thân nho nhỏ để làm nhân thì cho dù có thành tựu uy diệu thì cũng chỉ trở thì cũng chỉ sanh trở lại làm người. Đây giống như việc ta phải ăn lúa mạch, dù người cho Phật dạy. Sau khi ta diệt độ, chư Như Lai sẽ sắc lệnh cho các Như Lai sẽ sắc lệnh cho các vị Bồ Tát và những vị ứng chân hiện ra vào khắp các hiện ra vào đủ mọi thân hình để vào các độ, để vào các bất độ, để vào các bất độ để cứu hộ chúng sanh, và để cứu hộ chúng sanh trong trầm luân. Hoặc các ngài hiện ra với đạo nhân cư sĩ bạch y đồng nam đồng nữ, và như vậy cho đến dâm nữ, quả phụ, đạo tặc và kẻ làm nghề giết mổ hay kẻ buôn bán gian lận, và các ngài sẽ đồng sự với những hạng người trên và luôn xưng tán Phật thừa và giúp họ vào thành tựu. Và các ngài không tùy tiện anh nói không tùy tiện nói với hàng sơ học là mình đã đắc chân, đã thật thật là một vị Bồ Tát hay những vị ứng chân. Khi ta dạy người tu hành chánh định thì trước tiên hãy dạy họ đoạn trừ tâm trộm cắp. Đây là giáo hóa minh bạch nhất định thứ ba mà chư Phật Thế Tôn quá khứ đã dạy. Này chánh nghĩ, nếu ai tu hành chánh định mà không đoạn trừ tâm trộm cắp thì giống tâm trọng cách thì giống tâm trọng cách thì tâm trọng cách thì giống như mua có người muốn rót đầy ly nước
Nguyên gốc là vậy, do cái ly nước bị lủng rỗ và chảy qua trăm ngàn người, cho dù thành tựu, cho dù trải qua nhiều vi trần cũng không thể đầy ly, đợi đầy ly. Ta dạy các vị Tha-xu hãy tìm mọi phương xứ mà đi khất thực và xả bỏ lòng tham muốn của mình và giúp thành tựu Phật đạo. Phật đạo các vị Bhikkhu không tự mình nấu thức ăn và họ sống như vậy cho đến suốt cuộc đời. Những nơi nào họ đi qua một lần người sẽ không trở lại, sẽ không trở lại. Vậy làm sao những kẻ tự lợi để làm sao những kẻ cướp giả mặc y phục của ta để tự lợi và buôn bán trong pháp của Như Lai và làm mọi việc ác mà sao gọi là Phật và pháp chứ? Phật pháp chứ? Nếu các vị Bích sư không cất giữ hoặc gì ngoại trừ pháp y, ngoại trừ pháp y và bình bát, người bác họ có thể bố thí phần ức ăn thừa của mình và từ đi phát thực và bố thí cho chúng sanh đang đói. Họ có thể xưng tán Phật, họ có thể thêm xưng tán dù bị người đánh đập mắng chửi, và họ có thể chẳng tiếc thân mạng và hy sinh xương máu của mình đối với chúng sanh. Họ chẳng bao giờ mang lời giải nghĩa, mang lời dạy chẳng liễu nghĩa để truyền dạy sai lầm cho các cơ vị vô học. Ta ấn chứng cho người đó đã thành mà tụ chánh định, vô đạo chánh định. Những gì ta vừa dạy chính là Phật thuyết, nếu nói cách khác tức là ma thuyết. Này Khánh Hỷ, mặc dù có những chúng sanh ở tất cả khắp sáu đường đã liền hoàn toàn rời khỏi ba nghiệp sát sanh dâm dục, sát sanh dâm dục trộm cắp, nhưng họ phạm phải đại vọng tưởng thì sẽ bị ma tình ái hoặc ma tà kiến mê hoặc và đánh mất hạt giống để thành Phật. Họ bảo rằng họ đã chứng nhưng thật chưa chứng, rằng mình đã đắc nhưng thật chưa đắc. Nếu muốn cho người đời tôn mình là đệ nhất và ở trước mọi người, họ đã nói rằng họ đã đắc đạo vô thượng, đạo ứng chân, đạo đạo Như Lai, đạo bất hoàn, và những người đạo địa và những ứng ngoài những quả họ đã bảo. Và ở trước mọi người họ đã nói rằng mình đã đích thật là đã đắc ra đạo 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 bất hoàn, đạo nhập lưu và đạo Như Lai, hoặc một quả vị nào đó trong 10 địa, hoặc một quả vị nào đó, hoặc một địa nào đó trong 10 địa, hay một quả vị nào đó trong 10 địa. Và vì lòng tham của mình họ khuyến khích, và là vì tham cúng dường họ khuyến khích mọi người lễ lại và sám hối trước trước mình. Những kẻ đó hoàn toàn chẳng tin pháp và họ đã đánh mất hạt giống để thành Phật, hạt giống để thành Phật. Đánh mất hạt giống để thành Phật. Và sau khi ta diệt độ, sau khi ta diệt độ, khi ông dạy người tu hành chánh định thì hãy dạy họ đoạn trừ đại vọng ngữ. Đây là giáo hối minh bạch quyết định thứ tư mà chư Phật Thế Tôn quá khứ đã dạy. Cho nên những ai tu hành chánh định mà không đoạn trừ đại vọng ngữ thì giống như có kẻ muốn lấy phân để nặn thành một miếng hương đàn rồi mong nó tỏa ra mùi hương. Thật không có việc đó. Ta dạy các vị Bích Xô rằng trực tâm và đạo tàng và hoàn toàn chẳng trút hư ngụy
của mọi hành vi trong bốn quy nghi. Tại sao lại có kẻ tự xưng mình đã đắc pháp vô thượng của bậc thượng nhân chứ? Vậy giống như có kẻ bần cùng tự xưng là đế vương, tự xưng là đế vương thì sẽ chuốc lấy cái chết, thì sẽ chuốc lấy cái chết. Vậy làm sao có thể những ai tự xưng là pháp vương chứ? Nếu lúc khởi đầu không chân thật thì kết quả sẽ chuộc lấy quanh co. Nếu ai tu hành chánh định lấy quanh co, những ai tu hành chánh định mà như vậy thì giống như có kẻ muốn tự cắn rốn của mình. Có ai mong cái việc đó thành tựu chăng? Nếu tâm có các quỷ viết tơ su ngay thẳng như sợi dây đàn và hoàn toàn chân thật, khi vào chánh định ta ấn chứng người ấy đã thành tựu vô tri giác vô thượng của chư Bồ Tát. Những gì ta vừa dạy chính là Phật thuyết, nếu nói cách khác tức là ma thuyết. Kinh Đại Phật đẳng cứu cánh kiên cố và mật nhân của Như Lai về chư Bồ Tát hoàn hành để tu chứng diễn nghĩa hết quyển 6.